ở bên tiểu bang Missouri của mình họ cho săn bắn gấu đen các bạn. Thì ở trong video là các bạn thấy cái anh người Mỹ đã săn được con gấu đen 7 tuổi bằng một cây cung các bạn. Thì người Mỹ họ không có ăn tai gấu, mật gấu giống như người Việt Nam của mình, nhưng mà họ sẽ săn những con gấu này để làm cảnh các bạn. Họ sẽ dời, họ sẽ lột cái bộ da của nó và họ sẽ làm một cái mô hình con gấu để bán bạn. Thì theo như mà mình biết á, họ săn một con gấu như vậy mà họ làm theo cái mô hình đó, họ sẽ bán ra được gần 10.000 đô cho cái mô hình con gấu đen này các bạn nhé. Và cái săn bắn này là hợp pháp ở bên tiểu bang Missouri, người ta cho các bạn săn gấu đen bằng cung tên hoặc là các bạn có thể săn gấu đen bằng súng. Các bạn phải mua giấy phép mới được săn, và ở sau lưng là anh cảnh sát, anh này là cảnh sát giống như là kiểm lâm gì đó, họ phải kiểm coi cái con gấu này có được săn bắn hợp pháp hay không. Và chúc mừng anh này đã săn được con gấu đen 7 tuổi các bạn. Ở bên Mỹ lại gấu đen sinh sản rất là nhiều nha các bạn nhé.